Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia Cớp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta long trọng cử hành thánh lễ mừng kính mẹ Maria vua nhiễm nguyên tội. Và tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chỉ được công bố vào năm 1854 dưới thời của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Có nghĩa là cũng không phải lâu lắm đâu, cách đây 100 năm thôi. Vậy thì 19 thế kỷ trước đó, người ta có tin là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội không? Và khi mà Hội Thánh Công Giáo chúng ta công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thì cái tín điều đó có cơ sở trong Kinh Thánh không? Hay chỉ là sáng chế của Hội Thánh Công Giáo thôi? Để trả lời cho câu hỏi đó thì các bài đọc trong thánh lễ hôm nay chính là nguồn Kinh Thánh quan trọng nhất để giúp cho mình hiểu tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ở trong bài đọc thứ nhất, anh chị em nghe tác giả sách Sáng Thế kể chuyện Adam Eva sa ngã theo lời xúi dục của con rắn. Và sau khi ông bà sa ngã thì Chúa hiện đến và Chúa tuyên phạt hai ông bà, và Chúa tuyên phạt cả con rắn nữa. Và trong lời tuyên phạt con rắn là ma quỷ đó, thì đồng thời Chúa nói điều mà sau này chúng ta gọi là tin mừng đầu tiên. Chúa nói với con rắn: "Ta sẽ đặt mối thù giữa dòng giống ngươi và dòng giống người phụ nữ, và dòng giống người phụ nữ sẽ đạp nát đầu ngươi, và ngươi sẽ rình cắn gót chân nó."
Tin mừng đầu tiên là tin mừng đó, lời hứa quan trọng đó, lời hứa cứu độ đó được thực hiện ở trong khung cảnh của ngày truyền tin mà Thánh Luca kể lại cho chúng ta trong bài tin mừng. Sứ thần Gabriel đến với cô Maria và loan báo là cô sẽ thụ thai sinh một con trai. Người con đó được đặt tên là Giê-xu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Người con đó được gọi là Đấng Thánh. Người con đó được gọi là Con Đấng Tối Cao, được gọi là Con Thiên Chúa. Tất cả những danh hiệu cao quý nhất, bởi vì người con đó chính là Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ. Và về phần Đức Mẹ thì Đức Mẹ được sứ thần Gabriel gọi là Đấng đầy ân phúc. Đầy ân phúc như chúng ta đọc ở trong kinh Kính Mừng Maria đầy ân phúc, thì cái từ đầy ân phúc đó hình như nó chỉ là tĩnh từ để diễn tả về mẹ Maria thôi. Nhưng mà ở đây á, trong nguyên bản Kinh Thánh thì đầy ân phúc là chính tên gọi của Đức Mẹ. Và vì thế bao nhiêu danh hiệu cao quý mà Đức Mẹ được hưởng đó là phát xuất từ chỗ đó, từ chỗ đầy ơn phúc đó. Cả ơn vô nhiễm nguyên tội mà ngày hôm nay chúng ta tuyên xưng cũng phát xuất từ cái chỗ đầy ơn phúc đó. Làm sao Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội khi mà tổ tông loài người phạm tội, và từ đó tất cả mọi người sinh ra trong thế gian này đều bị ảnh hưởng của tội đó mà ta gọi là tội tổ tông truyền. Tại sao mà Đức Mẹ lại vô nhiễm nguyên tội? Là bởi vì Đức Mẹ mang nơi cung lòng của mình Đấng Chí Thánh, Đấng tuyệt đối thánh thiện, Đấng chính là Thiên Chúa. Và vì thế cung lòng đó không thể nào vướng một chút tội lỗi nào thì mới xứng đáng để cho Đấng Chí Thánh ngự trị. Cho nên tất cả những ân phúc, và trong đó có ơn vô nhiễm nguyên tội, đều phát xuất từ chỗ đó, từ chỗ Chúa Giê-xu hiện diện trong cung lòng thánh khiết của Đức Mẹ. Thưa anh chị em, trong thánh lễ hôm nay, trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, giáo phận chúng ta vui mừng có thêm 8 thầy phó tế được chuyển chức linh mục. Chịu chức linh mục vào đúng ngày lễ này nhắc nhớ các con cách riêng và nhắc nhớ tất cả các linh mục cái điều rất quan trọng. Đó là cũng giống như tất cả những ân huệ, những danh hiệu cao quý mà Đức Mẹ được hưởng phát xuất từ chỗ là Đức Mẹ mang Chúa Giê-xu trong cung lòng của mình, thì cũng vậy. Tất cả sứ vụ, tất cả thừa tác vụ linh mục của chúng ta chỉ quy về có một điều duy nhất thôi, là đem Chúa Giê-xu đến cho người khác. Thánh Phê-rô Tông Đồ, Ngài nói với người quẻ ăn xin ở cửa đền thờ Giê-ru-sa-lem thế này: vàng bạc thì tôi không có, nhưng có điều này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giê-xu Ki-tô Na-za-rét, anh hãy đứng dậy mà đi. Cái câu đó cũng phải là châm ngôn cho đời sống linh mục của chúng ta. Tất cả thừa tác vụ linh mục nằm ở đó thôi, đem Chúa Giê-xu đến cho người ta. Cụ thể là đem lời của Chúa Giê-xu đến cho người ta qua tác vụ rao giảng lời Chúa.
đem ân sủng của Chúa Giêsu đến cho người ta qua việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Đem tình thương của mục tử Giêsu đến cho người ta qua sự điều hành, qua tinh thần phục vụ cộng đoàn dân Chúa mà Hội Thánh trao phó cho chúng ta. Tất cả đều quy về chỗ đó. Nhưng mà các tiến chức biết đó. Làm sao chúng ta có thể cho đi cái mà mình không có? Thánh Gioan Phaolô đệ nhị ở trong tông huấn về Hội Thánh ở châu Á, Ngài nhắn nhủ các giám mục, linh mục ở châu Á cái điều đó. Ngài nói thế này: một ngọn lửa chỉ có thể bắt lửa từ một vật đang cháy lửa. Chúng ta chỉ có thể truyền lửa cho người khác nếu chúng ta có lòng say mê yêu mến Chúa Giêsu. Vậy cho nên cha hy vọng là cả cuộc đời linh mục của các con tập trung vào đó, tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Ở đó chúng ta tìm được ý nghĩa về đời sống linh mục của mình, tìm được ý nghĩa về sứ vụ linh mục của mình và tìm được những niềm vui trong đời sống linh mục của mình. Chắc chắn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta. Và đồng thời Đức Mẹ là mẹ của các linh mục. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta trước nhan Chúa, đặc biệt là cho các thầy tiến chức sắp lãnh nhận chức linh mục đây, để các thầy noi gương Đức Mẹ đáp lại lời Chúa kêu gọi xin vâng như lời sứ thần truyền, và đáp lại không phải chỉ hôm nay mà mỗi ngày trong suốt cuộc đời linh mục của chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày đại lễ hôm nay, cùng với lời Chúa, cùng với truyền thống hết sức tuyệt vời của dân Chúa, chúng ta thật hạnh phúc được dâng lên mẹ Maria, mẹ yêu dấu của chúng ta, lòng hiếu thảo của chúng ta. Và điều kỳ diệu hơn nữa, có lẽ trong lịch sử của giáo hội chưa bao giờ có sự trùng hợp lạ lùng như thế này. Đó là khai mạc năm thánh Giuse trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2020, và bế mạc năm thánh Giuse lại nhằm lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2021. Lúc đầu, nhiều người trong chúng ta chưa khám phá ra, hay đúng hơn chưa hiểu được sự nhiệm màu trong việc Đức Thánh Cha Francisco kết hợp hai ngày đại lễ, hai khuôn mặt tuyệt vời trong giáo hội chúng ta trong cùng một ngày lễ như thế. Rồi qua năm tháng, học với mẹ Maria, học với thánh cả Giuse, chúng ta có thể nói quyết định của Đức Thánh Cha Francisco thật là lạ lùng, thật là tuyệt vời, và có thể nói đem lại cho chúng ta
ánh sáng, đầy niềm hy vọng, đầy niềm vui, đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều yêu mến mẹ Maria, và mỗi người trong chúng ta cũng gọi Thánh Giuse là người cha yêu quý của chúng ta. Trong Kinh Thánh, hai khuôn mặt này luôn luôn sánh đôi với nhau, soi sáng cho tất cả mọi thành phần dân Chúa. Tôi xin phép dùng lời Chúa để gợi lên hai chiều kích quá sức lạ lùng về mẹ Maria và Thánh Giuse. Mẹ Maria, trước hồng ân lớn lao mà chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay, mẹ đã bày tỏ niềm hạnh phúc vô tận. Và không phải chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ còn vang lên tâm tình đó hướng về Thiên Chúa và kéo dài trong suốt dòng lịch sử của dân Chúa. Khi mẹ nói, muôn đời sẽ ngợi khen tôi là người diệm phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, danh người là thánh, danh người là thánh. Vì thế, đặc ân vô nhiễm nguyên tội cho chúng ta thấy mẹ được ơn kết hợp với Thiên Chúa là đấng thánh, là đấng thánh, đấng thánh duy nhất. Vì thế, khi mẹ đón nhận được biết bao nhiêu hồng ân, mẹ khám phá ra hồng ân lớn nhất mà Chúa ban cho mẹ là mẹ nên thánh, mẹ là đấng thánh. Mà vì vậy, cuộc đời của mẹ chiếu tỏa sự thánh thiện của Thiên Chúa trong tất cả mọi lời nói, mọi hành động của mẹ luôn luôn chiếu tỏa sự thánh thiện. Khi mẹ là người tôi tớ của Chúa, mẹ cũng toát ra sự thánh thiện để mời gọi những ai gọi mẹ là mẹ hãy có ơn hoán cải, sám hối tội lỗi để trở về với Thiên Chúa là đấng thánh. Mẹ hằng cứu giúp để nâng đỡ những ai đang gặp biết bao nhiêu gian nan thử thách trong cuộc đời, và đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, cơn dịch bệnh làm cho nhiều người buồn phiền, đau khổ và thậm chí mất niềm hy vọng. Mẹ là niềm hy vọng, mẹ hằng cứu giúp, chiêu tỏa sự thánh thiện của Thiên Chúa, chiếu tỏa sức mạnh của Thiên Chúa. Mẹ chỉ bảo đàng lành, soi sáng cho những ai có trách nhiệm ở trong giáo hội, từ giám mục, linh mục, phó tế, phải luôn luôn quan tâm, học với mẹ để trở nên người càng có chức vị thì càng phải phục vụ mọi người. Như chính Chúa đã nói, ai là người có chức, có quyền, phải là người tôi tớ phục vụ anh em của mình. Mẹ chỉ bảo đàng lành, chiêu tỏa sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa, sự khôn ngoan trong sáng, bởi vì sự khôn ngoan đó có sự thánh thiện. Mẹ nhân lành, biết bao nhiêu người trong những trạng huống khác nhau, trong những hoàn cảnh không biết cách nào để giải quyết cho cuộc sống của mình. Mẹ nhân lành, không có người mẹ nào từ bỏ
người con của mình. Dầu người con tội lỗi, người con nhiều giới hạn, thậm chí người con ngỗ nghịch, người mẹ vẫn năn nỉ: con hãy trở về con ơi. Và người mẹ cũng nhiều khi phải khóc vì tội lỗi của đứa con, không phải để đe dọa đứa con, nhưng để thương đứa con. Vì mẹ khóc mà con sẽ trở về. Vâng, mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ chiếu tỏa biết bao nhiêu sự phong phú của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Muôn đời ngợi khen mẹ là người diễm phúc, bởi vì Đấng toàn năng là Thiên Chúa đã làm việc trọng đại trong cuộc đời của mẹ. Thiên Chúa là Đấng Thánh giữ gìn mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Mà vì thế, bất cứ ai chạy đến với mẹ xin bầu chữa cứu giúp, truyền thống của giáo hội cho biết mẹ luôn luôn nhậm lời, mẹ không bao giờ từ bỏ, bởi vì mẹ là mẹ nhân lành. Thánh Giuse, người cha yêu quý, người cha âm thầm, người cha luôn luôn đồng hành bên người mẹ thánh thiện. Và lời Chúa như soi rọi không phải chỉ riêng cho Thánh Giuse mà thôi, để rồi qua khuôn mặt của Thánh Giuse hiện ra khuôn mặt của biết bao nhiêu thế hệ tín hữu, từ những vị cao niên cho đến những người em thơ. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Người kính sợ Chúa là người có đức tin. Người kính sợ Chúa là người công chính, biết khiêm tốn trong cuộc đời của mình để thờ phượng Thiên Chúa, sấp mình trước Thiên Chúa, nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa, biến lời Chúa thành của ăn, nuôi dưỡng đời sống của mình, biến lời Chúa thành sức mạnh để đem lại nghị lực cho cuộc đời mình, biến lời Chúa trở nên niềm hy vọng khi đối diện bao nhiêu thử thách của tương lai và hiện tại. Thánh Giuse, người kính sợ Chúa. Ngài là hình ảnh của tổ phụ Abraham. Ngài là hình ảnh của vị lãnh đạo Môsê. Ngài là hình ảnh của các ngôn sứ Jeremiah, Ezekiel, vân vân. Ngài là hình ảnh của biết bao nhiêu người cha trong các gia đình. Ngài là hình ảnh của các bậc bào chữa cho các hội dòng. Và trên hết, Ngài là người cha không những trong gia đình Nazareth, bên cạnh mẹ Maria và Chúa Giêsu, Ngài còn là người cha của cả giáo hội chúng ta. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Mà vì thế, kính thưa anh chị em, tôi không ngần ngại nói rằng Thánh Giuse là kho tàng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái kho lớn lao về lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà vì thế, ai chạy đến với Thánh Giuse, ai nài xin Thánh Giuse, ai đặt niềm hy vọng nơi Thánh Giuse, chắc chắn chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa.
Vâng, chúng ta suy niệm như thế để thấy mẹ Maria chiếu tỏa sự thánh thiện, còn thánh Giuse chiếu tỏa kho tàng của lòng thương xót. Hiểu được những điều này và xác tín như thế, chúng ta mới thấy rằng Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho người cha chung trong giáo hội chúng ta là Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài khai mạc và bế mạc năm thánh trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người mẹ thiêng liêng, mẹ Maria thật là tuyệt vời, và người cha thiêng liêng là Thánh cả Giuse. Amen. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế gợi lại cái sự kiện mà nguyên tổ loài người là Adam và Eva đã phạm tội và đã làm cho có cái tội nguyên tổ. Tội nguyên tổ đó ảnh hưởng đến mọi con cái loài người, cho nên con người sinh ra thì mắc tội nguyên tổ. Cái tội đó là một cái điều nói lên rằng con người đã nghi ngờ lòng thương của Chúa, theo cái sự suối quẩy của ma quỷ là cha sự dối trá, nó lường gạt. Như Eva đã nói, con rắn đó, tượng trưng cho ma quỷ đó, con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn. Rồi bà cũng rủ rê Adam, cả hai cùng ăn, cả hai cùng phạm tội và đã làm cho cái tội đó trở thành tội nguyên tổ. Trong khi đó, chúng ta nghe trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca kể lại Đức Maria cũng là con người lẽ ra sinh ra trong tội, nhưng mà Thiên Chúa đã thương gìn giữ Đức Maria được đặc ân không mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Đó là nhờ hồng ân của công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu là đấng cứu độ trần gian. Nghĩ ân huệ đó đã làm cho mẹ Maria được trở thành đấng đầy ân phúc như lời sứ thần đã chào kính mẹ: hỡi bà đầy ơn phúc. Đức Maria mang lấy cái tên đó, và tên đó là người. Tên đó diễn tả rằng mẹ đầy ơn phúc, mẹ được Chúa gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền. Kể điều này chắc chắn cho chúng ta suy nghĩ rằng hai người nữ, một Eva, một Đức Maria, cả hai đều được Chúa muốn ban cho ơn phúc đầy tràn để có thể sống đời con cái của Thiên Chúa và sống hạnh phúc và góp phần đem lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng một con người đã biết giữ cái ơn ban đó, giữ để cho ơn phúc được đầy tràn, chắc nói như thế chúng ta sẽ không hề nghĩ rằng Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, có nghĩa là Đức Mẹ không phải chiến đấu, không phải khó khăn để gìn giữ ơn phúc của Chúa đầy tràn trong cuộc đời của mình. Bởi lẽ có lẽ chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng Eva khi sinh ra, khi được dựng nên thì cũng không có mắc tội tổ tông. Eva và cả Adam nữa cũng đầy tràn ơn phúc của Thiên Chúa, được có một cái mối giao hảo tốt đẹp với Thiên Chúa. Ngày ngày Thiên Chúa vẫn thường đến để hàn huyên tâm sự với Adam, Eva. Nhưng rồi lúc khi mà con người không có tín trung đủ, nghi ngờ lòng thương của Chúa và làm
trái cái ý muốn của Thiên Chúa, là cái điều mà nó bảo đảm cho con người được hạnh phúc, thì lúc đó con người cảm thấy sợ Thiên Chúa, phải trốn, cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình trần trụi, cảm thấy mình yếu đuối, mong manh và bất xứng, cho nên phải chạy trốn Thiên Chúa. Cái điều này cho chúng ta thấy cái ơn mà Đức Maria đạt được, được Chúa ban cho, và chúng ta tôn vinh mẹ ngày hôm nay, đó là cái ơn được đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Và rồi để giữ được cái ơn đó, mẹ Maria đã luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và khiêm tốn, tín trung với ý muốn của Thiên Chúa để sống cuộc đời của mình luôn luôn trong sự hiệp thông với Chúa. Chúa muốn gì, mẹ Maria sẵn sàng thưa lời xin vâng. Chắc chắn không phải thưa xin vâng một lần, mà rất nhiều lần ở trong đời sống. Không phải chỉ thưa bằng lời, mà một sự đáp trả lại bằng cả cuộc đời của mình. Và qua đó, mẹ đã luôn luôn hiệp thông với chính Thiên Chúa là tình yêu, luôn luôn đã sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong mọi công trình của Ngài và chia sẻ cái kế hoạch yêu thương cứu độ con người, đã sống hết lòng với Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa làm người, làm đấng cứu độ trần gian. Đó chính là cái điều căn bản khiến mẹ Maria đã giữ được cái ơn vô nhiễm nguyên tội và đã làm cho ơn đó được thành toàn. Đấy, có thể nói trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhìn thấy đó như là một cái cố gắng của Đức Maria luôn luôn sống cái tinh thần hiệp hành. Mẹ luôn luôn hiệp thông với Thiên Chúa, luôn luôn cộng tác với Chúa như một sự tham gia tích cực vào trong cái kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Và mẹ đã chu toàn cái sứ vụ của mình như là một nữ tỳ của Thiên Chúa trong sự khiêm tốn. Chính vì đó mà chúng ta có thể thấy cuộc đời của mẹ đã được nên cao cả. Mẹ đã gìn giữ được ơn của Chúa luôn đầy tràn trong cuộc đời của mình. Nói cách khác là được giữ được cái ơn vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa đã thương ban cho nhờ công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Nên chúng ta tôn vinh mẹ, chúng ta không chỉ tôn vinh một cái đặc ân mà Chúa ban cho, mẹ không cần phải cố gắng cộng tác gì, nhưng chúng ta đặt trong cái bối cảnh đó và suy nghĩ như thế để hiểu rằng mẹ thật sự rất đáng được hưởng cái ơn ban đó. Mẹ xứng đáng với cái ơn vô nhiễm nguyên tội đó là bởi vì mẹ luôn luôn hết lòng sống với Thiên Chúa trong tình hiệp thông, trong một cái ý thức trách nhiệm của mình để không ngừng cộng tác một cách chặt chẽ vào trong sứ mệnh cứu độ trần gian. Kính thưa anh chị em, đó là điều chúng ta được mời gọi không chỉ để tôn vinh mẹ mà còn để bắt chước mẹ trong cuộc sống làm người, trong đời sống đức tin của chúng ta. Mừng kính mẹ ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12, thì đây cũng là cái ngày mà đã năm ngoái chúng ta đã khai mạc cái năm đặc biệt kính Thánh Cả Giuse, dịp kỷ niệm 150 năm mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tôn vinh, đã chọn Thánh Giuse làm đấng bảo trợ hội thánh. Hôm nay cũng là ngày kết thúc cái năm đặc biệt này. Có người cũng lo lắng hôm nay là cũng phải lễ trọng kính Thánh Cả Giuse và đây rồi lễ trọng kính Đức Mẹ, như vậy thì không biết làm sao. Đức Mẹ với Thánh Giuse không biết là có bất bình gì với nhau không, có xích mích gì với nhau không, bởi vì lễ Đức Mẹ rồi cũng lễ Thánh Giuse, vậy thì ai được ai không. Có người thì cũng an ủi nhân danh cái sự thánh thiện của Thánh Cả Giuse, cho nên nói rằng Thánh yên tâm, Thánh Giuse là luôn luôn nhường. Đức Mẹ thì cũng sẵn sàng nhường chứ, Đức Mẹ đâu có dở. Thì như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta không đặt cái vấn đề lễ của vị nào, đặc biệt của vị nào. Có lẽ chúng ta đang nhìn với cái lăng kính của con người, chúng ta đang nhìn với cái não trạng và với cái tâm thức của cái con người. Con người muốn chiếm hữu, muốn giành giật, muốn hơn thua nhau, thì chúng ta nghĩ điều này. Nên
đối với Đức Maria và Thánh cả Giuse, sự tôn vinh Đức Mẹ cũng là tôn vinh và là niềm vui của Thánh cả Giuse, và ngược lại đối với Đức Mẹ cũng vậy. Cho nên chính trong sự hiệp thông, trong sự đồng hành và trong một cái sự cộng tác chặt chẽ, sự tham gia vào trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa và cùng sống cái sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban cho, thì có lẽ chúng ta sẽ không cần phải nghĩ và không nên nghĩ riêng mình giành giật nhau chuyện hơn thua, tranh giành nhau cái ảnh hưởng trong đời sống của mình. Trái lại, chúng ta phải sống cái tình hiệp thông, chúng ta sẽ tham gia vào trong mọi cái đường lối chung, và khi chúng ta cùng chung sức, chung lòng với nhau thì chúng ta cũng chung đường với nhau trong cuộc sống. Khi chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa, cùng sống cho Thiên Chúa, cùng sống cho con người, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng sống với nhau, sẽ không có cái chuyện mà chúng ta sẽ xích mích chia rẽ. Có xích mích chia rẽ, có những cái bất bình là bởi vì người ta muốn chiếm hữu riêng, người ta muốn giành lấy cái quyền hơn thua đối với nhau mà thôi. Thánh cả Giuse hôm nay cũng được nhớ đến một cách đặc biệt trong ngày bế mạc, cái năm đặc biệt kính thánh, cái thánh kính ngài. Hôm nay có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng gì về cái chuyện nghĩ ngợi hôm nay sao mình không được làm lễ đặc biệt kính thánh Giuse như mọi ngày 19 trong tháng hay là ngày thứ tư trong tháng. Nhưng mà chúng ta nghĩ đến, nhìn đến các ngài như là những con người đặc biệt, người thánh thiện, những con người luôn sống cái tinh thần hiệp hành mà chúng ta đang được mời gọi để cùng lên đường, cùng cất bước hành trình trên cái con đường đạt đến ơn cứu độ mà Thiên Chúa mở ra cho chúng ta. Chúng ta có gương mẫu đặc biệt của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta cũng có cái gương mẫu tuyệt vời của Thánh cả Giuse, là đấng thật xứng đáng và đấng đáng tín nhiệm để bảo trợ hội thánh, bảo trợ từng tâm hồn chúng ta. Không phải hết cái năm đặc biệt này thì sẽ không còn dịp để ngài phù trợ, ngài cầu khẩn cho chúng ta đâu. Cũng như Đức Maria luôn luôn Mẹ là đấng mà sẵn sàng sống hết tình với Thiên Chúa, sống hết lòng với nhân loại, với từng người trong chúng ta, thì hôm nay và mọi ngày trong đời sống chúng ta tin rằng với cái tinh thần hiệp hành của Đức Maria và của Thánh cả Giuse, chúng ta tin rằng không ai trong chúng ta mà có thể bị loại ra bên ngoài. Trái lại, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn đón nhận chúng ta, và Mẹ liên kết với Thiên Chúa thế nào thì Mẹ cũng muốn tất cả chúng ta cũng được liên kết với Thiên Chúa như vậy. Thánh cả Giuse cũng như thế. Chúng ta tin tưởng tôn vinh các ngài, chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng sống xứng đáng với ơn ban của Chúa, và cũng biết luôn luôn hiệp thông với Chúa, với mọi người, với giáo hội, và cũng luôn biết hiệp thông trong một cái tinh thần trách nhiệm để chúng ta sẵn sàng tham gia vào trong cái công việc chung, trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và chia sẻ cái sứ mạng mà Thiên Chúa muốn mọi Kitô hữu, mọi con cái của ngài phải cùng đồng hành với nhau, cùng san sẻ cái trách nhiệm này với nhau, và sống cho thật tử tế, sống cho trọn vẹn với tất cả con tim của mình, với tất cả tấm lòng, từ trong những chuyện nhỏ cho đến những chuyện lớn. Không ai coi mọi chuyện mà chúng ta phải làm, phải sống tốt là chuyện riêng tư của ai, hay là cái chuyện mà chúng ta phải làm cách đặc biệt đâu. Nhưng mà chúng ta phải làm thật đặc biệt tất cả mọi chuyện, từ những chuyện nhỏ, để chính nhờ đó chúng ta đáng được sống trong tình thương của Chúa, trong sự phù trợ, chở che, yêu thương của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng ta xin Mẹ Maria và Thánh cả Giuse phù giúp cho tất cả chúng ta biết sống với tinh thần này, để cũng đáng được hưởng ơn ban phúc đầy tràn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ là gia đình của Thiên Chúa, đặc biệt gia đình giáo phận Long Xuyên rất thân mến. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trong bầu khí
của mùa vòng, trong bầu khí ngày cuối cùng của năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, và trong bầu khí toàn thể giáo hội bước vào tiền thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 2021-2023. Chính vì thế chúng ta cùng nhau suy tư từ lời Chúa hôm nay trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội về cách sống hiệp hành noi gương gia đình thánh gia. Rõ ràng gia đình thánh gia được quy tụ để hiệp hành với nhau. Đức Mẹ Thánh Giuse với bào thai Giêsu trong lòng Đức Mẹ một cách cụ thể đang hiệp hành với nhau từ Nazareth đến Bethlehem và ở đó Chúa Giêsu sinh ra. Gia đình thánh gia cũng đã hiệp hành với nhau một cách cụ thể từ Bethlehem trốn sang bên Ai Cập để trốn tránh sự lùng bắt của vua Herod. Rồi gia đình thánh gia cũng đã hiệp hành từ Ai Cập trở về Nazareth để sống tại Nazareth, hiệp hành với nhau trong suốt quãng thời gian Chúa Giêsu ẩn dật tại Nazareth. Đây là sự hiệp hành của gia đình thánh gia. Và chính từ đó chúng ta cũng suy tư cho chính mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là trong bầu khí của đời sống cộng đoàn, Chúa cũng mời gọi chúng ta hiệp hành với nhau. Và đặc biệt trong chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ, để chúng ta hiệp hành với giáo hội toàn cầu, hiệp hành trong giáo phận và hiệp hành với toàn thể nhân loại tiến về phía trước để thực hiện chương trình của Thiên Chúa nhằm cho con cái loài người trong bối cảnh hiện nay. Một trong những bối cảnh hiện nay mà cả thế giới cũng như giáo hội, trong đó có giáo phận chúng ta, trong đó có từng mỗi người trong chúng ta đang phải đối diện với, đó chính là dịch bệnh COVID với nhiều nguy cơ đã xảy ra và đang có nhiều nguy cơ với nhiều biến thể đang đe dọa sự an toàn của toàn thể nhân loại, trong đó có Việt Nam, trong đó có giáo phận Long Xuyên và trong đó mỗi người trong chúng ta, cụ thể ngay trong tòa giám mục của chúng ta đây cũng đang đối diện với những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chính trong bầu khí này mà chúng ta hiệp hành, cũng chính trong bầu khí này mà giáo hội hiệp hành, và cũng chính trong bầu khí này chúng ta được mời gọi hiệp hành với toàn thể nhân loại để đối diện với những nguy cơ của nhân loại. Bài đọc thứ nhất, nguy cơ không phải chỉ là dịch bệnh mà nguy cơ mất đi sự hiệp hành của Thiên Chúa và mất đi sự hiệp hành với nhau bởi tội. Ông bà Nguyên Tổ đã phạm tội, bất tuân lệnh của Thiên Chúa và đồng thời nghe lời ma quỷ để trở thành xung khắc lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau và mất đi hạnh phúc của vườn địa đàng. Đó là tội. Trong bầu khí hiện tại của chúng ta, đặc biệt trong thế giới này, chúng ta ý thức rằng ma quỷ vẫn thường xuyên cám dỗ chúng ta mất đi sự hiệp hành với Thiên Chúa và mất đi sự hiệp hành với nhau. Đồng thời như một bầu khí trong vườn địa đàng với trái cây cám dỗ, xã hội này cũng là một cám dỗ để chúng ta mất đi sự hiệp hành với nhau và mất đi sự hiệp hành với Thiên Chúa bởi sự ích kỷ và thèm khát, tham vọng. Và đồng thời trong bản thân của mỗi người trong chúng ta vẫn có những bản năng, và những bản năng đó được diễn tả trong 7 mối tội đầu cũng là những nguy cơ để chúng ta mất đi sự hiệp hành với Chúa, mất đi sự hiệp hành với anh em của mình. Ma quỷ cám dỗ chúng ta về sự kiêu ngạo. Xã hội này cám dỗ chúng ta ích kỷ riêng tư. Và bản thân của mỗi người chúng ta chỉ quy hướng về chính mình như một vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ.
đó là nguy cơ mất đi sự hiệp hành trong đời sống của chúng ta, trong tương quan với anh em và trong tương quan với Thiên Chúa nữa. Trong bầu khí này, chúng ta chiêm ngưỡng gia đình Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse là gương mẫu cho chúng ta về cách sống hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Điều thứ nhất chúng ta học hỏi nơi gia đình Thánh Gia là gia đình Thánh Gia cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đang hiệp hành với chính mình. Thiên Chúa đang hiệp hành với chính bản thân mình và trong bầu khí cộng đoàn của mình. Chính từ cảm nghiệm này mà gia đình Thánh Gia tin tưởng bước về phía trước với niềm xác tín vào lời hứa không gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Rõ ràng là gia đình Thánh Gia cảm nghiệm được sự hiệp hành của Thiên Chúa, cụ thể nơi Đức Mẹ Maria trong bài tin mừng hôm nay. Thánh Thần Chúa sẽ rợp bóng trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng bà sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa hiệp hành với gia đình Thánh Gia. Đức Mẹ cảm nghiệm được điều đó. Và cũng chính từ cảm nghiệm được điều đó bởi lời hứa không gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Và Đức Mẹ vững vàng tiến về phía trước với niềm xác tín ba ngôi Thiên Chúa đang hiệp hành với chính mình. Bài học thứ hai, gia đình Thánh Gia cảm nghiệm được rằng hiệp hành chính là mở rộng con người để đón nhận anh em, chị em của mình. Thánh Giuse qua việc gặp gỡ với Thiên Chúa, qua giấc mộng, thiên thần báo mộng, Ngài đã trỗi dậy đón nhận Đức Mẹ và bào thai Giêsu trong lòng Đức Mẹ về nhà mình. Đức Mẹ cũng đón nhận Chúa Giêsu với lời xin vâng và đón nhận Thánh Giuse như là người bạn đồng hành với mình để lo chương trình của Thiên Chúa nơi chính Chúa Kitô. Và Chúa Kitô chấp nhận chương trình của Thiên Chúa trở thành con của Mẹ Maria, trở thành con của Chúa Thánh Giuse. Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã chấp nhận nhau với những khác biệt của nhau để cùng tiến về phía trước thi hành sứ mạng của Thiên Chúa. Bài học thứ ba, đó chính là mỗi người biết khiêm tốn, ý thức con người của chúng ta và đặt mình trở thành một dụng cụ cho Thiên Chúa sử dụng. Đức Mẹ ý thức điều đó nên xin vâng. Thánh Giuse ý thức điều đó nên cũng xin vâng. Và Chúa Giêsu Đấng đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Các ngài đã khiêm tốn đón nhận ý muốn của Thiên Chúa và đặt mình trở thành một dụng cụ cho Chúa sử dụng theo chương trình của Ngài. Đó là ba bài học mà chúng ta học được từ nơi gia đình Thánh Gia trong ngày lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong ngày kết thúc năm đặc biệt Kính Thánh Giuse và trong giai đoạn tiền Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để mỗi người trong chúng ta ý thức được rằng ma quỷ vẫn luôn luôn cám dỗ chúng ta mất đi sự hiệp hành. Xã hội này như đang đồng lõa với ma quỷ để quyến rũ ta đánh mất sự hiệp hành. Và chính trong mỗi người trong chúng ta có một bản năng để có thể trở thành đồng lõa với ma quỷ, đồng lõa với thế giới này để làm mất đi sự hiệp hành của cá nhân ta trong đời sống cộng đoàn. Chính vì thế, điều thiết tha mà chúng ta noi gương Đức Mẹ, noi gương Thánh Giuse và chắc chắn rồi noi gương Chúa Giêsu, chúng ta thiết tha cầu nguyện. Mẹ Maria đón nhận ý Chúa về sự hiệp hành trong cầu nguyện như một đối thoại với Thiên Chúa qua thiên thần. Thánh Giuse cũng cầu nguyện để chấp nhận sự hiệp hành trong bầu khí của sự đối thoại với Thiên Chúa qua thiên thần báo mộng. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Cha và ngay cả khi trên thập giá Ngài cũng thiết tha cầu nguyện: Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha.
để trở thành một dụng cụ ngoan hiền cho Thiên Chúa sử dụng. Cầu nguyện là một trong những cách thế để chúng ta chiến thắng ma quỷ, là một cách thế để chúng ta chiến thắng quyến rũ của thế gian, và là một cách thế chúng ta làm chủ những bản năng thấp hèn của chúng ta để trở thành một dụng cụ hiệp hành với Chúa, hiệp hành với nhau để xây dựng một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ, và nhờ đó, nhờ sứ vụ của Chúa Kitô được tiếp tục thực hiện trong hội thánh hiệp hành, chúng ta đang biến đổi thế giới này trở thành trời mới đất mới, trở thành gia đình của Thiên Chúa, cùng nhau hiệp hành với nhau trên con đường lữ thứ trần gian, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào. Dâng lên cho Chúa bánh rượu trong thánh lễ này, chúng ta cũng dâng lên Chúa những thiện chí nhỏ bé của mỗi người chúng ta. Xin Chúa đón nhận, xin Chúa chúc lành và biến đổi. Chúa biến đổi bánh rượu trở nên mình máu Thánh Chúa. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng ta trở thành một thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, gia đình hội thánh, gia đình nhân loại đang hiệp hành với nhau tiến về nhà Cha trên trời. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người phụ nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sẽ sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Thiên Chúa, Con Thiên Chúa. Và này, Elizabeth, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta tất cả mọi người, mỗi một người, cũng như Đức Mẹ Maria, cũng như Thánh Giuse, tất cả mỗi một người đều được mời gọi đến với Thiên Chúa, được trao sứ vụ mỗi người một cách. Và chúng ta cũng được ban ân sủng như Đức Mẹ Maria được ban đầy ân sủng vậy. Tuy nhiên, Đức Mẹ Maria khác với chúng ta. Chỉ một mình Đức Mẹ Maria được ban ân sủng ngay khi mới bắt đầu thành người ở trong lòng Thánh Nữ Anna. Còn chúng ta được ban đầy ân sủng khi chúng ta lãnh nhận phép rửa tội. Lúc đó, khi lãnh nhận phép rửa tội, chúng ta hoàn toàn tinh tuyền trong trắng. Có điều chúng ta đón nhận
ân sủng của Chúa một cách khác với Đức Mẹ. Hoàn toàn chỉ có một mình Đức Mẹ. Khi đón nhận ân sủng thì đã hoàn toàn vô điều kiện và xin vâng với Chúa. Rồi không có để cho tội lỗi làm hoen ố cuộc đời của mình. Không một giây phút nào. Còn riêng chúng ta, khi đón nhận ân sủng rồi, trong thân phận yếu đuối, nhiều khi bị cám dỗ, nhiều khi không vui, chúng ta sẵn sàng phạm tội, sẵn sàng sa ngã. Đó là cách thức khác nhau. Mẹ Maria được gọi là mẹ vô nhiễm nguyên tội, vì ngay từ thuở đầu tiên làm người đã không có vương tội, rồi cả cuộc đời của mình đều không bị ảnh hưởng của tội lỗi. Còn riêng chúng ta thì không. Khi vui khác, khi buồn khác. Chính vì thế chúng ta không có nói đến mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội ở đây, nhưng mà ở trong ngày lễ vô nhiễm nguyên tội này, chúng ta nhìn đến cái cách thức sống mùa vọng, sống với Chúa như mẹ Maria. Và chúng ta sống mùa vọng như thế nào? Vừa nghe tin mừng Thánh Luca vừa xong đó, chúng ta thấy mẹ Maria thưa xin vâng. Xin vâng rất rõ ràng, rất dứt khoát. Vì ngay khi thiên sứ chào, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, mẹ Maria đã bối rối liền. Bối rối, nhưng mà mẹ tin tưởng vào Chúa. Mẹ nói rằng, mẹ tin rằng, không có chuyện gì là Thiên Chúa không làm được, và mẹ đã thưa xin vâng. Lời chào đó, mỗi một người chúng ta cũng có thể được chào, cách này, cách khác trong cuộc đời của mình. Nhưng rõ ràng là khi chúng ta vui, khi chúng ta thấy rằng dễ dàng đón nhận lời Chúa, thì chúng ta cảm nghiệm được cái niềm vui ở trong tâm hồn của mình, xin vâng được lắm. Nhưng khi lo lắng, trăn trở vì nhiều chuyện trong cuộc đời mình, thì chúng ta lại ấp úng, chúng ta lại thưa nhỏ thôi, sợ. Vì thế, mỗi một người cần phải xin Chúa củng cố đức tin của mình. Chính trong ơn Chúa, thì đức tin và đời sống tín thác của mình mới được lớn lên. Trong bản tính con người hay yếu đuối của mình, không phải dễ dàng theo Chúa được. Thánh Giuse cũng thưa tiếng xin vâng, và Ngài đã xin vâng cả cuộc đời của mình, cho dù Ngài không là vô nhiễm nguyên tội. Còn chúng ta cũng thưa xin vâng khi này khi khác. Xin Chúa cho chúng ta từ nay trở đi xin vâng trong cuộc đời của mình rõ ràng hơn, dứt khoát hơn, theo Chúa tích cực hơn, để đón nhận Chúa Giáng sinh trong tâm hồn của mình, từ đó mới có thể mang Chúa đến cho người khác. Thì tiếng xin vâng phải là nền tảng của cuộc đời mỗi một người chúng ta. Cho nên không có chỉ chúc mừng những chị em hay là những cộng đoàn, những giáo xứ mừng mẹ làm bổn mạng của mình, mẹ vô nhiễm nguyên tội, mà còn làm cho mỗi người chúng ta biết sống đời sống xin vâng như mẹ. Đó mới là mừng mẹ một cách tuyệt hảo nhất. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, nói đến người mẹ, ai trong chúng ta cũng cảm thấy trong lòng mình chất chứa một cái tình cảm rất thiêng liêng, rất đáng quý. Giữa đời thường này, tìm thấy một người mẹ xinh đẹp, phúc hậu, trào tràn tình thương yêu với con cái của mình thì thời nào cũng có hết. Nhưng để có một người mẹ hoàn hảo bậc nhất, đức độ mẫu mực trong tình yêu đối với Chúa và đối với nhân loại,
với con cái của mình thì chỉ có một mình Đức Trinh Nữ Maria thôi. Phụng vụ hôm nay muốn chứng minh cái mức độ hoàn hảo đó của Đức Trinh Nữ Maria, một người mẹ có một không hai mà giáo hội muốn ca ngợi, muốn chúc tụng Chúa vì đặc ân này. Chúng ta biết rằng sau cuộc đổ vỡ đầu tiên của nhân loại với Thiên Chúa và với nhau, đó là chuyện về nguyên tổ Adam Eva. Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại một lời hứa: ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó. Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi. Lời hứa đó chính là một sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa thực hiện xuyên qua Đức Trinh Nữ Maria. Chính Thánh Phaolô sau này khi công bố về sự kiện con Thiên Chúa cứu độ nhân loại, Ngài đã công bố tin vui đó bên cạnh Đức Trinh Nữ Maria. Khi đến thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con của Ngài sinh hạ bởi một người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu những người sống dưới chế độ luật. Chính Đức Giêsu Kitô từ dòng dõi của Đức Trinh Nữ Maria sinh ra sẽ thực hiện lời hứa đạp nát đầu con rắn qua công trình cứu chuộc của Ngài. Tin mừng hôm nay đã kể lại cho chúng ta về sự kiện Thiên Thần hiện đến để báo tin Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Ngay lời chào của Sứ Thần cũng đã bộc lộ cho chúng ta một sự trân trọng của Thiên Chúa dành cho mẹ: kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Việc Thiên Chúa đổi tên Maria thành đầy ơn phúc và tuyên bố mẹ là người có phúc hơn tất cả mọi người phụ nữ trên trần gian, như gián tiếp đề cập đến đặc ân vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria rồi. Bởi vì một người phụ nữ có tên là đầy ơn phúc và có Thiên Chúa ở cùng thì chắc chắn phải là tinh tuyền trong sạch để xứng đáng với cái thiên chức cao quý đó của mình. Cũng như mặt trời mọc lên và ánh sáng của mặt trời soi đến đâu thì đẩy lùi bóng tối đến đó, thì cũng vậy, Đức Maria cưu mang chính Đức Giêsu Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa, là ánh sáng từ Thiên Chúa và là mặt trời công chính nữa. Cho nên chắc chắn ánh sáng ấy sẽ xua đẩy tất cả những hiểm họa của tội lỗi nơi cuộc sống của Đức Trinh Nữ Maria. Lòng của mẹ phải thanh sạch, phải trong sạch, sáng ngời hơn tất cả con cái loài người. Ngay từ thế kỷ thứ hai thì truyền thống của giáo hội qua các thánh giáo phụ đã không ngừng ca ngợi sự thánh thiện tột bậc của mẹ Maria. Từ thế kỷ thứ bảy, giáo hội Đông Phương đã mừng lễ Đức Maria vô nhiễm, và đến thế kỷ thứ 15 thì cái nề nếp này và niềm tin này được diễn đạt như là một trong những kho tàng của niềm tin người Công giáo chúng ta. Thế nhưng sau rất nhiều tranh luận, rất nhiều trải nghiệm thì mãi đến thế kỷ thứ 19, với thông điệp bất hủ Ineffabilis Deus, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 mới công bố long trọng tín điều Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Thế rồi 4 năm sau đó, trong sự kiện Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadetta, lúc đó chính Đức Maria đã xác nhận với Thánh Nữ Bernadetta: ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Khi lần mừng lễ mẹ Maria vô nhiễm hôm nay, chúng ta thường lầm tưởng rằng Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội
tức là Đức Maria có một loại vaccine ở trong người của mình, một vaccine toàn năng có thể đẩy lùi tất cả mọi thứ tội lỗi mà mẹ Maria có thể lỗi phạm. Không, Đức Maria được ơn vô nhiễm nhưng vẫn có sự tự do. Một sự tự do với cái món quà quý nhất mà Thiên Chúa đã trao ban cho tất cả mọi loài thụ tạo. Bởi vậy, cho nên mẹ có khả năng như mọi người mà thôi, nghĩa là làm theo ý Chúa và chọn theo ý Chúa thay vì ý riêng của mình. Bởi vì ân sủng của Chúa không bao giờ làm đẩy lùi cái khả năng tự do của mỗi người. Ơn Chúa không phải là một cỗ máy để mà hóa biến Đức Maria lúc nào cũng là giữ mình được trong sạch. Ơn vô nhiễm nguyên tội không miễn trừ cho mẹ phải chiến đấu. Mẹ phải chiến đấu với tất cả những nghịch cảnh, với tất cả những cám dỗ như loài người. Để bảo toàn đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria phải chiến đấu rất nhiều. Chính sứ thần cũng phải im lặng để chờ đợi câu trả lời tự do của chính mẹ. Người ta vẫn thường suy niệm về phút giây linh thiêng đó và vẫn nghĩ rằng Đức Maria đang được cả cái vũ trụ này thinh lặng, hồi hộp để chờ đợi mẹ. Mẹ có đáp xin vâng hay không? Đó là quyền của mẹ. Nhưng thật là thở phào một cách nhẹ nhõm, mẹ đã đáp lại lời mời của Chúa với lời thư xin vâng. Mẹ đã nghe được tiếng lòng của cả nhân loại đang đợi chờ mẹ đáp lời thư xin vâng. Và với tất cả sự tự do của mình, mẹ đã đáp lại một cách mạnh mẽ lời thư xin vâng ấy. Rồi cứ thế, cả cuộc đời của mẹ vẫn liên tục biết bao nhiêu những lời gọi mời của ma quỷ, của xác thịt, của thế gian. Mẹ vẫn phải chiến đấu trên đường đời để trở nên mẫu gương thực sự, nâng đỡ tất cả con cái của mình. Mẹ đã chiến đấu và đã chiến thắng ma quỷ. Bởi vậy, cho nên khi diễn tả ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, luôn luôn một hình tượng bàn chân của mẹ đạp nát đầu con rắn để biểu trưng cho sự chiến thắng của mẹ và mời gọi mỗi người chúng ta biết lướt thắng tất cả những nghịch cảnh và tội lỗi. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cách đây một năm, ngày 8 tháng 12 năm 2020, vào ngày lễ mẹ vô nhiễm, Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã long trọng khai mở năm Thánh Giuse. Rồi hôm nay, cũng trong ngày này, tất cả giáo hội chúng ta sẽ bế mạc năm Thánh. Cùng với ơn ban, ơn toàn xá được trao ban trong ngày lễ đặc biệt hôm nay, thì ngày hôm nay cũng là ngày tràn đầy hồng ân với sự khích lệ của cả mẹ Thánh Maria và cha Thánh Giuse bên cạnh cuộc chiến đấu của chúng ta. Các ngài đã hoàn tất cuộc chiến đấu của mình với ma quỷ, với xác thịt và với thế gian. Thánh Giuse vẫn âm thầm ở bên cạnh cuộc đời của mẹ Maria, và Thánh Giuse vẫn luôn âm thầm hiện diện để bảo trợ cho con Thiên Chúa. Ngài vẫn âm thầm bên cuộc sống của giáo hội và mỗi người chúng ta, cũng để bảo vệ chúng ta nữa. Và với sự âm thầm như một mẫu gương sống thánh thiện, trong sạch, trinh trắng của mẹ Maria đang hằng bên cạnh che chở, nâng đỡ, nêu gương khích lệ mỗi người chúng ta trước hiểm họa của đại dịch Covid-19, cũng là hiểm họa của tội lỗi nhân loại đang hoành hành trong cái thế giới này. Mỗi người chúng ta hãy vững tâm, và trong chính mùa vọng này, chúng ta đang có sức nâng đỡ, có một ơn sủng của Chúa để bảo trợ nữa. Mỗi người chúng ta hãy bắt chước các ngài để tập sống hy sinh bảo vệ người khác, chọn từ bỏ ý riêng, tập tìm kiếm và thực hiện ý Chúa, sống vì người khác, góp phần
kiến tạo một môi trường lành sạch cho tha nhân chung quanh chúng ta. Đó phải là quyết tâm của mỗi người chúng ta trong 9 ngày mừng trọng lễ này. Amen. Thưa bạn chị em, ngày hôm qua có người điện thoại hỏi con như thế này: cha ơi, ngày mai là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, vậy là cha không có cử hành lễ Thánh Giuse như thường lệ mỗi ngày thứ tư phải không? Con nói dạ đúng rồi, bởi vì lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là lễ trọng buộc phải cử hành, chứ không có thể nào xen cái lễ khác vào được. Và người đó hỏi thêm một câu: và ngày mai có phải là bế mạc năm đặc biệt về Thánh Giuse phải không cha? Con nói dạ đúng rồi, ngày mai là ngày bế mạc năm đặc biệt về Thánh Giuse. Và người đó nói với con một câu kết luận: như vậy cha còn nợ một bài chia sẻ về đức tính cuối cùng trong tên gọi của Thánh Giuse mà cha nói cha sẽ lần lượt chia sẻ hết, mà bây giờ chấm dứt rồi, không có cử hành nữa, vậy là cha còn nợ lại. Con mới thưa với người đó rằng: dạ, chú quan phòng hết rồi. Cô biết đấy, những người lành thánh có những cái đặc điểm tương đối giống nhau, và những người lành thánh thường có những đức tính tương tự nhau. Và như vậy con sẽ không có nợ khi mà ngày hôm nay con sẽ chia sẻ những điều liên quan đến Thánh Giuse, nhưng mà không đi ngoài ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vậy thì ngày hôm nay thưa ông bạn chị em, con mời ông bạn chị em chúng ta cùng nhau chiêm ngắm một đức tính nơi hai con người, và đó là đức tính cần thiết cho mọi người Kitô hữu chúng ta. Đó là đức tính khiêm nhường, thưa ông bà anh chị em. Trước đây con có chia sẻ với ông bà anh chị em, cha Isidoro Isolani dựa vào tên gọi của Thánh Giuse để đưa ra những đức tính căn bản nơi ngài, mà chúng ta tóm lại trong câu thơ lục bát của Việt Nam như thế này: Giuse công chính dâng lời, khôn ngoan kinh nghiệm trọn đời khiêm nhu. Và con đã lần lượt chia sẻ với ông bạn chị em những đức tính phía trước trong tên của Thánh Giuse. Còn một cái ký tự cuối cùng đó là chữ H mà cha Isidoro đã rút ra từ cái chữ humilitas, tức có nghĩa là khiêm nhường, để nói đến đức tính cuối cùng nơi thánh cả Giuse. Và cha Isidoro nói về đức khiêm nhường của Thánh Giuse như thế này: đức khiêm nhường của Thánh Giuse được nhận thấy từ những người rốt hết. Vậy thì thưa ông bạn chị em, những người rốt hết là ai? Sống đức khiêm nhường như thế nào? Thì lời Chúa ngày hôm nay sẽ cho chúng ta thấy kẻ kiêu căng là ai, và ai là người rốt hết biết sống đức khiêm nhường. Ở bài đọc 1 đưa chúng ta lại trong bối cảnh của vườn địa đàng. Nơi ấy đã xảy ra tội đầu tiên của con người. Nơi ấy con người đã sa ngã trước trước cám dỗ của ma quỷ, là thủ lãnh của những kẻ kiêu căng. Vì kiêu căng tưởng rằng mình bằng Thiên Chúa, dù rằng mình chỉ là loài thụ tạo, còn Chúa là đứng sáng tạo, nhưng mà Chúa dành những ưu phẩm cho mình. Vì vậy mà mình tưởng rằng mình bằng Thiên Chúa, cho nên một số thiên thần đã phản nghịch, chống lại Thiên Chúa, quay lưng lại, không chịu phục tùng Thiên Chúa nữa.
và thương bạn chị em không dừng lại đó. Chúng còn đi cám dỗ, dụ dỗ con người mà Chúa hằng yêu thương hết mực. Chúng đi cám dỗ con người và đánh vào cái điểm yếu của con người. Đó là cũng là sự kiêu căng, thưa ông bà anh chị em. Kiêu căng nghĩ rằng mình có thể được bằng Thiên Chúa. Cho nên khi ma quỷ cám dỗ, đừng có nghe lời Thiên Chúa, hãy ăn cái trái cấm đi, mắt sẽ mở ra và lúc bấy giờ sẽ bằng các vị thần, bằng Thiên Chúa. Thích thú quá. Thế là hai ông bà đã mở miệng ăn trái cấm và từ đó tội lỗi đã nhập vào thế gian và làm cho ông bà và con cái của ông bà mất đi ơn thánh sủng mà chúng ta gọi nôm na là từ đó con người phải chết đi về phần linh hồn. Và đó là tội nguyên tổ, thưa ông bà anh chị em. Và tất cả mọi người khi sinh ra đều mắc cái tội này. Riêng Đức Mẹ vì được chọn làm Mẹ Thiên Chúa và để xứng đáng được làm Mẹ Thiên Chúa, Thiên Chúa đã cho Mẹ được đặc ân, đó là khỏi phải mắc tội nguyên tổ, để Mẹ xứng đáng cưu mang con Thiên Chúa làm người, thưa ông bà anh chị em. Và trong bài Tin Mừng, Thánh Luca đưa chúng ta lại khung cảnh ở mái nhà Nazareth để chứng kiến cuộc truyền tin giữa thiên thần Gabriel với Mẹ Maria. Trong lời truyền tin có những điều thiên thần nói về Đức Mẹ mà không phải ai muốn cũng có thể có được. Đó là thiên thần nói: kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ. Đức Maria có phúc, cái phúc này hơn các người nữ, và được Thiên Chúa luôn luôn ở cùng Đức Maria. Không phải vì Đức Maria xinh đẹp nhất trần gian, nhưng vì Đức Maria đã được ơn nghĩa với Chúa. Mà cụ thể là Đức Maria đã hạ mình, coi mình là tôi tớ của Chúa và đã đặt trọn cuộc đời mình cho sự quan phòng của Chúa bằng tiếng xin vâng. Một tiếng rất dễ thưa nhưng lại rất khó sống, thưa ông bà anh chị em. Nhưng với đức khiêm nhường thẳm sâu, Đức Maria đã sống trọn tiếng xin vâng trong cuộc đời mình, xứng đáng là người có phúc hơn mọi người nữ và xứng đáng được Chúa ở cùng trinh nữ. Và thưa ông bà anh chị em, Thánh Giuse mà chúng ta có dịp chiêm ngắm trong năm vừa qua cũng đã sống đức khiêm nhường như thế. Trong mọi việc, Ngài đã khiêm nhường dâng theo thánh ý Chúa, khiêm nhường để cho Chúa hướng dẫn hướng đi của cuộc đời mình mà không một chút nghi nan, không một chút so đo tính toán. Đến độ người ta nói rằng Thánh Giuse chỉ biết làm thinh, làm theo thánh ý Thiên Chúa mà thôi. Qua gương của hai đấng Đức Maria và Thánh Giuse cho chúng ta biết rằng người rốt hết sống đức khiêm nhường là những người biết đặt ý Chúa lên trên hết, làm cho ý mình nhỏ lại để ý Chúa lớn lên hướng dẫn cuộc đời của mình. Kẻ kiêu căng là kẻ chỉ biết sống theo ý của mình mà thôi. Như ma quỷ, như hai ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng. Và chính cái lỗi kiêu căng đã đẩy con người lìa xa Thiên Chúa. Chỉ có đức khiêm nhường
mới đưa con người đến với Thiên Chúa, và Thiên Chúa nâng đỡ con người lên như Đức Maria hát trong bài ca Magnificat. Chúa sẽ hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Vâng, thương bạn chị em, với đức khiêm nhường thẳm sâu như thế, Đức Maria xứng đáng với cách gọi mà thiên thần Gabriel đã gọi: trinh nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Và Thánh Giuse cũng xứng đáng với danh hiệu mà chúng ta hằng quen gọi Ngài: Thánh cả Giuse, một vị thánh lớn chỉ sau Đức Maria. Và gương của hai ngài đã khích lệ chúng ta sống đức khiêm nhường trong cuộc sống mình. Sống đức khiêm nhường là để ý Chúa lớn lên, hướng dẫn cuộc đời của mình, hướng dẫn hướng đi trong cuộc sống của mình, chứ đừng để ý mình lấn át ý Chúa, để rồi chúng ta bước đi sai lầm. Bước đi theo thánh ý Chúa không bao giờ sai, bởi vì ý Chúa nhìn xa, nhìn rộng hơn thiện ý của mỗi người chúng ta. Và biết khiêm nhường sống theo thánh ý Thiên Chúa, thưa ông bạn chị em, chắc chắn sẽ là điều đẹp lòng Chúa, và chắc chắn sẽ được Chúa nâng dậy. Vì vậy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương Đức Maria, biết noi gương Thánh Giuse, và biết noi gương những người rốt hết của Thiên Chúa sống đức khiêm nhường trong cuộc sống mình, vì biết rằng Chúa sẽ hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Amen. Chúng ta kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong y học và trong đời sống cho sức khỏe, ai trong chúng ta cũng hiểu biết về vai trò của hệ thống miễn dịch ở nơi cơ thể của con người. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh COVID này, ai cũng lo lắng cho hệ miễn dịch của mình bằng cách tăng thêm chất C từ các nguồn trái cây, hay từ thuốc, hay từ rau củ quả, cũng như tiêm vaccine để ngừa dịch bệnh. Khi vaccine được tiêm vào cơ thể thì chúng sẽ kích thích hệ thống miễn dịch và tạo ra một kháng thể để bảo vệ con người chống lại những virus có thể tấn công sức khỏe. Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Có lẽ chúng ta sẽ khập khiễng khi so sánh ơn vô nhiễm nguyên tội với hệ thống miễn dịch ở trong cơ thể của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tạm so sánh để hiểu rằng Mẹ Maria được Chúa cho, hay mình tạm dùng cái từ gọi là tiêm cho một loại vaccine để được ơn vô nhiễm nguyên tội. Có nghĩa rằng không bao giờ bị một tội nào vấn vương nơi Mẹ Maria. Mẹ hoàn toàn trinh nguyên và tinh tuyển trước mặt Chúa. Vaccine mà chúng ta vừa nói ở trên, nơi cơ thể con người, chích vào nơi chúng ta để tạo hệ miễn nhiễm, vẫn có thể không bảo vệ được con người. Con người vẫn có thể bị nhiễm bệnh như thường. Nhưng ơn vô nhiễm nguyên tội nơi Mẹ Maria thì hoàn toàn khác. Mẹ luôn luôn tinh tuyển và luôn luôn có ơn nghĩa trước mặt Chúa. Khi nói về ơn vô nhiễm nguyên tội, chúng ta đã biết rằng ở trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta để biết khi ông Adam và bà Eva đã phạm tội bất tuân với Thiên Chúa, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian và khiến cho bất cứ ai sinh ra từ dòng giống của Abraham và Eva đều mang trong mình một hệ lụy của tội nguyên tổ. Và tội ấy đã làm mất đi phần phúc ban đầu, đó là mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa có một chương trình mầu nhiệm để cho chương trình cứu độ của Ngài cho con người được thực hiện. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã tuyển chọn một người đặc biệt
đó là mẹ Maria để cộng tác với trong chương trình cứu độ của Ngài. Và khi được tuyển chọn tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã giữ gìn mẹ một cách tuyệt đối, là người độc nhất vô nhị, không bị vướng vào tội tổ tông truyền. Như vậy, vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, khi Đức Pio thứ 9 đã công bố về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Ngài không chỉ dựa vào tinh thần đạo đức thuần túy, nhưng Ngài dựa vào Kinh Thánh, những giáo huấn của giáo hội làm kim chỉ nam để nói với con cái của mình. Ở trong Cựu Ước, chúng ta đã biết trong sách Sáng Thế, như trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, sau khi tuyên án, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu thế cho nhân loại. Qua đó, Người đã mở ra một niềm hy vọng cho con người. Lời loan báo ấy đã được nói một cách rõ ràng rằng: ta sẽ gây mối thù giữa mi với người đàn bà và giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đạp đầu mi và mi sẽ cắn gót bà ta. Và trong Kinh Thánh thời Cựu Ước, thời Tân Ước, những gì đã loan báo ở trong thời Cựu Ước nay đã được ứng nghiệm, mà trong trang Tin Mừng theo Thánh Sử Luca chúng ta vừa nghe. Sứ thần Rabbien đã đến và chào Đức Maria rằng: kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, và trinh nữ có phúc hơn người nữ. Và câu chào mừng này, các nhà thần học đã chú giải cho chúng ta ba điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, lời chào kính chào bà đầy ơn phúc, đây là diễn tả sự tinh tuyền trinh nguyên không tỷ ố nơi mẹ Maria. Và thứ hai, lời tuyên bố ân sủng của Thiên Chúa ở nơi mẹ một cách đặc biệt, Thiên Chúa ở cùng bà, đây là lời nói với nhân loại cũng như nói với Đức Maria, Thiên Chúa luôn ở cùng mẹ Maria một cách nhiệm màu, để mẹ không hề vướng vào một chút bợn nhơ nào của tội lỗi. Và thứ ba, lời tôn vinh, bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. Điều xác tín này cho thấy mẹ Maria đã trỗi vượt trên muôn người và trở thành người độc nhất vô nhị ở nơi trần gian này, được hưởng đặc ân vô giá của Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa đã quyết định dùng con đường giữ gìn để bảo vệ mẹ Maria khỏi mọi tội nhơ, nên đấng vô nhiễm đã lãnh nhận vai trò mẹ của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, còn với mỗi chúng ta hôm nay, mỗi người chúng ta đang bước đi trong hành trình của Dương Thế. Mỗi chúng ta hôm nay nhìn lên mẹ Maria, và đặc biệt trong ngày lễ mừng kính mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội hôm nay, chúng ta có những sứ điệp nào, chúng ta nhận ra những điều gì mà Chúa muốn nói với mỗi chúng ta. Vì vậy, chúng ta cùng tạm thời cùng nhau rút ra những bài học như vậy. Thứ nhất, chúng ta đã mắc tội tổ tông, vì thế mỗi chúng ta cần được chữa lành qua bí tích rửa tội. Thứ hai, ý thức sự giòn mỏng yếu đuối nơi con người chúng ta, vì vậy nơi mỗi con người chúng ta, nơi từng bậc sống, từng lứa tuổi, cần nỗ lực để vượt thắng tội lỗi. Và thứ ba, vì con người yếu đuối giòn mỏng nên luôn cần đến ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta cần cậy dựa vào tình yêu của Thiên Chúa, luôn sẵn lòng rộng mở đón chờ mỗi chúng ta. Và thứ tư, mừng lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, giáo hội mời gọi chúng ta hãy cùng mẹ Maria để tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã làm cho mẹ Maria biết bao điều vĩ đại. Và thứ năm, trong khung cảnh của mùa vọng, giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chiêm ngắm mẹ Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ đã được giữ gìn khỏi tội nguyên tổ để xứng đáng đón nhận
đấng cứu thế nơi cung lòng của mình. Cũng vậy, nơi mỗi chúng ta cần theo gương mẹ Maria để chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng sinh và người sẽ ngự đến lần thứ hai trong vinh quang nơi tâm hồn của mỗi chúng ta. Vì vậy, nơi mỗi chúng ta cần giữ cho tâm hồn của mình được thanh sạch, cần có thái độ thức tỉnh để chuyên chăm cầu nguyện và siêng năng suy gẫm lời Chúa như gương mẹ Maria. Amen.